con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng trời xiết ngang cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Chỉ còn một đêm này nữa thôi, ngày mai những người thân quyến thuộc trong gia đình chính thức đưa tiễn hương linh
về miền đất lành, nơi an nghỉ bình phu của cõi dương thế. Giờ giờ phút cách ly từ biệt này, có lẽ ai trong quý vị cũng đang đau lòng vì thương nhớ chồng cha ông của mình. Như Đức Phật dạy, con người sinh ra ai cũng phải mất đi, đó là quy luật tự nhiên mà không một ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Nhưng phần đông trong cuộc sống của chúng ta chỉ lo danh lợi địa vị, mà chúng ta quên rằng chúng ta sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Đây là câu hỏi lớn trong cuộc đời mà có nhiều người khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể biết là mình sẽ đi về đâu. Vì thế hôm nay trong gia quyển thiệt lễ tịch điện quy linh, mục đích là để quý thầy hướng dẫn hương linh biết đường đi đều về của mình. Thưa hương linh, Phật tử, Phật dân, Phật phương, Đức Phật dạy rằng tính cõi đời này có 8 cái khổ. Sanh là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, già là khổ. Yêu nhau mà phải xa nhau là khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau là khổ. Những điều mình mong cầu mà không được là khổ. Những chi trong thân thể của mình không điều hòa gây ra bệnh hoạn là khổ. Đó là 8 nỗi khổ này ai trong chúng ta cũng phải từng trải qua. Có người thì đầy đủ cả 8, có người thì 6, 4, 5, nhưng tất cả đều phải trải qua những nỗi đau khổ đó. Một sinh mạng, một đời người. Phần đông chúng ta sống trong cuộc đời vì lo chạy theo tiền tài danh vọng địa vị, mà chúng ta không biết rằng những đó là những việc làm thiện và ác của chúng ta trong đời sống hiện tại. Từ trước đến nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã làm những điều phật lòng những người xung quanh. Có thể vì vợ, vì con, vì những người yêu thương của mình mà mình tạo những nghiệp ác. Vậy thì hôm nay đổi được Phật tiền, đây là cơ hội để cho hương linh sám hối những lỗi lầm của mình. Đức Phật dạy rằng trong cuộc đời này có 2 hạng người mạnh mẽ nhất, đó là hạng người không bao giờ tạo tội, và một hạng người thứ hai đó là tạo tội và biết ăn năn sám hối. Nếu chúng ta đã không làm được hạng người thứ nhất thì chúng ta hãy làm hạng người thứ hai. Và cái phương pháp để chúng ta có thể thực tập và chuyển hóa được thân tâm của mình, đó là chúng ta phải biết, phải định hướng được cái nào là thiện, cái nào là ác. Nhưng cái nào ác của chúng ta thì ai cũng có thể thực tập được, đó là niệm Phật. Mấy ngày qua tâm quyền cũng như những người tâm bằng quyển thuộc của hương linh cũng đã niệm Phật để cố gắng mong mọi Đức Phật phóng quang tiếp dẫn hương linh để cõi lành, cõi thiện. Nhưng đó chỉ là cầu nguyện. Từ bản thân hương linh phải thức tỉnh, tự mình phải chuyển hóa thân tâm của mình. Tại vì tất cả tội lỗi đều do tâm sanh, cho nên phải chuyển hóa tâm được thì tội lỗi mới lần dần dần giảm bớt và cuối cùng hết. Quý vị hay là sẽ bắt người khác. Cũng thế, nghiệp nhân quả, ai gây nhân thì người đó phải lãnh quả, không có ai thay thế cho ai được hết. Cho nên những người thân quyến của hương linh làm những việc tu tạo phước lành để mong muốn truyền tâm của hương linh. Bây giờ này đổi được Tam Bảo, đổi được 10 phương chư Phật và hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng, hương linh hãy cố gắng tự mình chuyển hóa tâm mình niệm Phật để được vãng sanh về thế giới an lành của chư Phật. Kính thưa quý vị trong tăng quyến, phàm là con người ai cũng phải mất đi. Cả cuộc đời tần tì hy sinh vì con, vì cháu, không hề gian lao, chẳng từ có nhọc. Từ miền Trung nắng gió, cha quý vị đã dẫn thân vào miền Nam này để có được cuộc sống trọng cả hơn. Mục đích là vì con, vì tương lai của những đứa con, vì cháu của mình. Hôm nay cha quý vị đã làm được điều đó. Nói như thế để nhắc nhở quý vị
hãy cố gắng noi gương cha của mình và cố gắng phụng dưỡng mẹ mình, đừng để cha mình phải tủi nơi chịu tủi. Tại vì cha mẹ ân thâm từ đất trời, thân con như vậy chẳng cày với hướng dẫn quý vị trên cái lộ trình làm người. Cha quý vị đã dạy cho quý vị biết thế nào là phải, thế nào là trái, dựng vợ gả chồng quý vị, lo cho quý vị học hành để bằng bè bằng bạn. Bây giờ này những điều ước nguyện của cha quý vị đã phần nào đạt được, còn lại những điều tiếp theo quý vị phải tự mình bước trải trong cuộc đời này. Rồi từ đây một buổi chiều khi quý vị đi làm về thì chỉ còn hình hài di ảnh của cha mình đến bàn thờ, không còn nhìn thấy cha nữa. Nhưng những gì cha quý vị đã làm, hy vọng rằng sẽ còn mãi trong tâm cảm của mỗi người quý vị. Và hiện tại quý vị cố gắng phụng dưỡng mẹ mình để gọi là đã hiểu trong môn một, và đó cũng là tấm gương để cho con cháu quý vị để noi theo và thực hành. Bởi vì người đời nói rằng nếu ta ăn ở vô nghì, đừng mong con hiểu làm gì uổng công. Cho nên hôm nay con bầu con sĩ được tình tán quyền, thay mặt chư tôn thượng tòa đại đức tăng cầu nguyện cho hương linh trọng cha ông của quý vị sớm được siêu sanh về nghiệp cực lạc. Đồng thời thầy cũng thay mặt cho chư tôn đức chia sẻ cái sự mất mát mà tâm quý quý vị đã đã chịu trong những ngày qua. Oh.
công đức giáo chủ điều cử bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Tát Đại Chứng Minh Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô A Tăng Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát Thủy Từ Quang Giảng Đạo Tràng Tát Đại Chứng Minh Phỏng Quang Tiết Độ Hùng Vị Quá Vàng Hương Linh Tình Văn Bổn Tự Đoàn Pháp Chánh Quảng Phương Nhất Vị Thân Hồn Chương Linh Nam Nam Mô A Di Đà Phật.
trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông phai. Thank you.
còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy ơi, Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng thành, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chim hót. Chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chim hót. Chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chim. Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt mà muốn trùng chia. Kính giới thiệu ông Trịnh Văn Thiều lên pháp thánh dân thành kính dâng lên trước linh.
trai cưng vì hứng nôi gian nan, bàn tay cha khô heo vì kiêng sông nuôi con, tình thương cha vô bên vượt nuôi thai ngất cao, tình yêu cha dành cho con đại dương kia con là bao.
cha luôn ôm ấp hoài bão sông cho con, dù cho bao gian khó, mặc gió bão trông gai, tình thương cha vô bên vượt núi thái ngất cao. Tình yêu cha dành cho con, đại dương kia con là bao. Cha yêu ơi mãi không quên, bao năm qua sống bên con, cha yêu thương đỡ nâng con từng giây phút. Con nay xin nhớ ơn cha, bao hy sinh sống cho con, trong tim con mãi tri ân cha suốt đời. Một lần đi không về lòng đau đớn, Thank you.
thần, dập hồi tâm như thần mà ưu ân nghiên cung phụng kinh thân phụ quý thân an thần tình đồ thiện chỉ quan an tản chứ lệ kỳ phiêu bạc tiện ngân bao hiếu chi ân em về đàn ông yêu nguyên nam đời chúng càng lục truyền hương hoa nhất tâm thì đại giả thể tôn thì từ văn quan tiếp độ hùng vì quá tạng hương linh việt nam phật từ pháp nhân toàn phương công phù quả thế dân bình văn tôn từ đoàn ngã nguyên trầm kinh dần niên thường đạo lục thập tam thể bất giác nhâm thiện niên nam nguyện thập tam tự dục cầu giải thoát chi môn vô trường từ bi chi lực tư giả thân duy đồng nguyện tiếp tục chứng thiên từ nguyện ngã chư Phật thì từ phong quan tiếp nhận hương linh vạn thanh cực lạc quốc tế thử ra nhâm thiền niên tam nguyện thập trụ dực thời cải tiếng và gia đình, nhưng do bệnh nặng nên đã từ trần vào lúc 7 giờ 15 ngày 7 tháng 4 năm 2012. Nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 63 tuổi. Tang lễ được sự được quý thầy chùa Bảo An, quý đạo tràng và các vị giúp đỡ tổ chức các trang nghiêm hôm nay ngày 9 tháng 4 2012. Tức ngày 19 tháng 3 năm Nhâm Thìn đưa tiễn chồng cha ông của chúng tôi về nơi an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Gò Đăng, tỉnh Long An. Thay mặt Đăng Quyến, tôi xin chân thành cảm tạ quý thầy chùa Bảo An, quý đạo tràng cùng tất cả các quý vị, đặc biệt là các ông bà cô dì chú bác anh chị em
và các cháu ở tỉnh xa như Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, vân vân. Được tin chồng cha ông chúng tôi qua đời đã đến chia buồn, kính viếng thân yêu cũng như giúp đỡ chúng tôi tổ chức lễ tang được chu toàn. Trong thời gian tổ chức lễ tang, gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức để đón tiếp, nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Xin cảm ơn. Thank you.
Phật Đạp Đức Bồ Đề Lô Cử Bồ Tiền Đăng Bát Nhà Thiền Tiết Linh Thang Hồng Thịnh Linh Quang Thăng Tha Thầm Bồ Tiền Đăng Bát Nhà Thiền Tiết Linh Thang Hồng Thịnh Linh Quang Thăng Tha Thầm Bồ Tiền Đăng Bát Nhà Thiền Ra ngoài quay mặt lại đi, quay mặt lại đi. Quay nhà thôi. Đi đi, các người đi. Đứng đây đầu, các người đầu. Có chẳng nhiều đời.
vài cánh tương hoa nằm ép trong thư rồi sẽ tan như bụi mờ và tóc nâu khô còn chút thơm tho thả gió bay đi mệt mù miền chúng ta cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà giữ cho người trả hết về người chuyện cũ đem người chuyện đôi ta buồn ít hơn vui lời khóc lời cười chuyện ngắn chuyện dài trả hết cho người đi trả hết cho ai ngày tháng êm trôi đường ta đi trời đất yên vui rừng nắng ban mai đường trăng soi trả hết cho người đi trả hết cho ai cả những chua cay ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi một tiếng thương ơi gửi đến cho người trả nốt đôi môi gương cười nhìn chung còn lời chăn trối gửi đến cho người trả hết về người chuyện cũ đẹp người chuyện đôi cho ai cả những chua cay ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi một tiếng thương ơi gửi đến cho người trả nốt đôi môi gương cười nhìn chúng ta cách đời đất ngang rồi còn lời chăn trối cuối chân trời đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Tăng quyến bình vận thanh hình thì thanh tâm bình thì thanh diêm cung thừa thân mẫu thiều thì nắm hợp đồng toàn gia trung tầng thống di hùng vị thống di cố phù im khỉ thế dương trần hồn quỷ chân địa an táng phát tài nơi đây thượng nguyện chư vị tôn thần linh thần đồng thì nhắc dưỡng linh siêu đồ dương chi tình Oh.
chẳng thấy cha đâu.
cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn làn sương mù thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trăng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Yeah.
con nhi tiếp má đỏ tiếp tiêu hùng thì quả vạn hương linh hình văn bổn từ đoàn pháp danh quảng thương nguyên mạng trăm nữ canh dân tiên thường thọ độc thập tam tề bắc giảm nhâm thìn tam việt tập tập Yeah.
còn đó bữa nay mất rồi. Hoan vô bài các chân đôi hồi cha có lành giữa trời tháng giêng hương bạch giêng a từ tôn thông quan tiếp dẫn hương a hồn a mô tiếp dẫn đạo sư a biến thành hoa bay khói nhân gian. Một ngày tôi khóc không muộn, một ngày tôi khóc không muộn, ôm mỗi sầu thương tôi nhớ cha tôi. Người đã đi thật xa, hoa héo khi tàn xuân, màu mắt đen ngày xưa không bao giờ thấy nữa. Đừng tiếc thương mà chi ôm gối sầu làm gì, vì nhớ thương tình yêu ta không nên ngồi khóc mãi. Tình yêu tôi khắc sâu không cha mãi luôn dấu yêu, và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui. Tình yêu tôi khắc sâu không ngân cha mãi luôn dấu yêu, và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui. Tôi nhớ tình cha. Một ngày mưa bão quay về, cha biến thành hoa bay khói nhân gian. Một ngày tôi khóc không nguôi, một ngày tôi khóc không nguôi, ôm mỗi sầu thương tôi nhớ cha tôi. Nước mắt không làm tôi lớn khôn hơn, cố gắng cũng chẳng có hại.
thân quỳnh văn bốn cơ đoàn Phật dân hoàng phương sinh nam canh dân lương tờ sáu mươi ba tuổi mang ngày 17 tháng 3 năm cả anh em thân bằng quyền thuộc dòng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Diệu Phục Điện Liễn Tôn và Bồ Tát Tùy Từ. Lễ Bồ Thề An Chi Linh Quân Kiệm An Chi Linh Phùng Vì Hưởng Linh Hoàng Thị Dung Chi Linh Nhật Nghi Ương Linh Hoàng Thanh tiếng thần đồng thủy quang giang trào tràng
tạc đài những anh băng con tiếp đồ hùng nghi qua vàng hướng lãnh quỳnh phận con pháp dân còn đường chế lãnh đường tàu lục tộc tâm tê tô cô nhâm hình niễn tâm việt tâm tập nhật mạng tờ như trong vùng vì hướng lãnh cụ thì án hưởng thờ cử tập tâm tê vang ngữ nhâm hình niễn tứ quyền trì tập quyền vâng lên quan thầy dung chế lên nghiệp đạt hướng lên thừa tự tám vào lực hình và chán kết tóc cho người có quyền âm treo dương tới hà nhịn hà thẳng pháp giới chúng canh hà phần Thank you.
Của cha chúng con là hương linh huỳnh
chén bốn tự đoàn pháp danh Quảng Phương, hưởng thọ 63 tuổi, mất ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Chúng con vâng lời Phật dạy, thành tâm sắc tâm tịnh tài phẩm Phật, kính danh lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng, mong nhờ oai thần Tam Bảo cùng nguyện lực của quý ngài mà hương linh thân phụ cũng như cửu hiền sắc tổ nội ngoại gia tiên của gia đình chúng con được siêu sanh tịnh độ. Hiện tiền thân quý chúng con được phước thọ thăng long, ngưỡng con cho chư tôn đức thì từ nhoãn nạp cho chúng con được trọng hiền chiếu đạo. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Yếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tạc Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thượng tọa chư đại tâm, kính thưa thông tâm giao hữu quyết, hôm nay là ngày trung thất trai tuần của Phật tử Quỳnh Văn Bố, Phật gia Cộng Hương. Quý vị đã làm hiếu đạo nhớ đến công ơn sanh thành những dòng quy công tự về tịnh nghiệp đạo tràng của văn trước hết quy thành tâm cung thỉnh chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng nhất trú nhất thể để nhờ phật lực pháp lực tăng lực chú nguyện để cầu siêu chương linh được cao đăng phật quốc và hiện tiền chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng. Chúng tôi thay lời chư đại đức tăng hứa xả dọn nạp những phẩm vật chí thành chí kính của quý vị dân cúng, nguyện hồi hướng công đức này đến mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, đại hiếu phục quyền liên tôn giả Bồ Tát, tùy từ chứng minh bám quan tiếp độ cùng vị hương linh Quỳnh Văn Bốn, pháp danh Quảng Hương, thượng thọ lục thập tâm tế tốt vô nhâm tình niên tâm nguyện thập tất nhật mạng thời như chung nhờ công đức này mà sớm sanh về thế giới an lành của chư Phật. Đảnh lễ cúng dường tam bái lại ba lần. Tam đảnh lễ Nam mô Thiện Tọa Đạo Tràng chư tôn tịnh đức tăng gia tam bái. Chúng sanh lợi đón giải địa
Nhất vị hương linh thờ tự tam bảo.